Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi vừa về một lô ấm chén từ xa, đẹp, độc và siêu kinh điển. Vâng, siêu kinh điển nhất trên thế giới luôn. Đây là lô ấm chén từ xa có tuổi đời trên dưới 100 năm và là các tác phẩm ấm cũ chưa sử dụng tồn tại trong các nhà dân, trong các xưởng ấm ở Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Vâng, và đặc biệt có một bộ ba tác phẩm độc nhất trên thế giới, họa tiết là cổ đồ, bộ ba đấy ạ. Rất đẹp, độc và siêu kinh điển. Vâng, viện bảo tàng ở Trung Hoa cũng không nhiều ấm bằng shop thế giới từ xa. Vâng, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.